Thưa các bạn, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Yandere Simulator. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ là trong tập trước mình có làm về đầu gấu. Và đó chỉ là một phần trong phiên bản update lần này thôi. Thật ra là vẫn còn một số thứ nữa, nhưng mà tại vì video đó đã quá dài rồi, và nếu mình cố nhồi nhét vào thì nó sẽ rất là loãng nội dung, cho nên là mình sẽ chia thêm cái video nữa. Và đây sẽ chính là cái video đó nhé. Thì hiện tại là cái bản update này á, mình thấy là chính là cái âm thanh các bạn ơi, chính là sự thay đổi về âm thanh. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng mở cửa nó rất là khác. Đây, tiếng mở cửa và một vài cái âm thanh trong đấy rất là khác. Nhưng mà bởi vì mình không nhớ hết toàn bộ âm thanh cho nên là chúng ta không thể nào mà đi kiểm nghiệm được. Vậy nên là tạm thời cái phần này thì bỏ qua nhé. Dành cho những bạn lão làng, nếu mà gọi là nghe mà nhận ra được liền thì ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với những cái dụng cụ mà được thêm vào trong phiên bản lần này nhé. Đầu tiên hết là trong cái phòng mỹ thuật này. Trong cái phòng mỹ thuật này thì lúc trước ở đây nó sẽ có một cái xô màu đỏ, nhưng mà như thế nó sẽ không hợp lý bằng là một cái bình sơn. Cái này là sơn hay là màu màu đỏ gì đó, mình không rõ. Nhưng mà đại khái là nó đã được thêm một cái màu đỏ thẫm ở đây. Và nếu mà các bạn bấm nút E thì nó sẽ nhuộm lên người, cho nên là không tốt. Trong bộ dạng này thì tốt nhất là không nên sử dụng cái đó. Còn về cái màu nâu, màu nâu thì chúng ta có thể cầm lên được. Đây, màu đỏ thì chúng ta không cầm lên được, cho nên mình thấy hơi đáng tiếc. Bởi vì màu đỏ mình nghĩ là chắc là khi mà nhựa màu đỏ lên thì sẽ bị những cái bạn khác ở trong trường nghi ngờ ấy. Mặc dù đó là màu đỏ thôi, nhưng mà vẫn sẽ có người tự là máu, mà mình không hiểu tại sao lại gọi là kết đoán đến cái màu đỏ là máu được. Rất là hay. Đây, cho nên là thôi kệ, bỏ qua vấn đề đó thì chúng ta có màu nâu. Với cái màu nâu này thì có thể áp dụng được rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ làm thử cho bạn xem luôn nhé. Đây, đầu tiên hết là các bạn có thể vào trong đây hứng nước. Hứng nước cho đầy cái này, xô quăng đây. Đấy, thì cái việc mà hứng nước vào xô không cũng có một cái âm thanh rất là khác. Và chúng ta có thể thêm màu nâu. Đấy, thêm cái màu nâu này. Ơ? Uầy, cái lỗi này khá là tuyệt vời các bạn ơi. Hay là nó thì vẫn chưa nhuộm được hết toàn bộ nước. Rồi. Nhưng tại thì cái giờ phút này là cái giờ mà Osana sẽ bước vào bên trong đây, cho nên là mình nghĩ là chắc chúng ta có thể cài bẫy ở đây được. Vâng, Osana đã dính màu nâu, nhìn giống như là màu màu của mứt vậy. Ôi khoai đã, Raiboru cũng bị dính. Raiboru cũng bị dính một chút ít các bạn ơi, chắc là do ảnh hưởng rồi. Và chắc là các bạn cũng đã nhận ra ngay từ đầu rồi là mình đang bận trang phục mới ở trong cái bản cập nhật lần này. Đấy không? Cái bộ trang phục mình thấy cũng rất là đẹp. Nhưng mà thấy nó giống như là trong một cái trường mà chuyên là bánh kẹo vậy. Các bạn có thấy cảm giác giống vậy không? Rồi chúng ta sẽ cùng vào đây xem là Osana giải quyết cái gì với những cái màu này nhé. À, người dính đầy màu rồi. Rồi. Bây giờ thì Raiboru vẫn đi vào như bình thường, nhưng mà Raiboru hình như là lại có dính màu, nhưng mà tại sao bây giờ lại không chịu gọi là đi tắm nhỉ? Còn đứng ở đây nói chuyện nữa. Ở đấy. Raiboru bị gì thế? Mình không biết là Raiboru bị gì tự nhiên chạy một vòng như thế. Khá là loạn, mọi người đều chạy vòng vòng ở trong đây. Rồi, vậy là chúng ta đã biết được là chúng ta có thể gài bẫy Osada và cái màu nâu này, chứ không cần phải làm những cái khác rất là phiền. Đó, nếu mà bạn nào muốn đi theo cái dòng chính thống làm theo cốt truyện thì các bạn cần phải lấy cái điện thoại của Osana. Đấy, cho nên là có cái màu nâu này thì thật sự rất là tiện lợi. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến lớp của Senpai. Lớp của Senpai thì sẽ có bạn của Senpai, đó là điều tất nhiên rồi. Và hiện tại là chúng ta đã có thể gọi là bỏ được những cái ghi chú, những cái lá thư lên trên bài của Senpai. Đây là một cái nhỏ để chúng ta có thể kết nối được với Senpai, chứ bình thường ấy, học khác lớp như vậy là chẳng có một cái thiết lập chung nào cả. Và mình nghĩ là nếu mà như vậy thì suốt cuộc đời này Osana lộn nhầm. Yandere cũng không thể nào mà tỏ tình được với Senpai. Rồi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ thử bỏ. Mình tưởng là chúng ta có thể viết được cái gì đó, nhưng mà đây chỉ là một cái note. Nó chẳng có cái gì trên đây cả. Hay là do là nó đang gọi là chắc là cái mặt ở trên thì không có viết gì, nhưng mà mặt ở dưới thì có viết.
Đại khái là như vậy chăng? Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ đứng ở cái chỗ đây. Để mà đợi senpai đến nhá. Vâng, và đã đến giờ senpai vào lớp rồi. Mình sẽ đi theo senpai xem là senpai sẽ phản ứng như thế nào với lại cái ghi chú mà mình đã để ở trên bàn của senpai nhé. Senpai, không ai để ý đến cái việc mà mình vào nhầm lớp cả. Rồi, để xem nào. Senpai đã nhìn thấy tờ note của mình rồi, một cái tờ giấy màu hồng rất là đáng yêu. Ờ rê. À ra má, tại sao senpai lại gọi là bơ đi luôn cái... bơ đi luôn cái note của mình rồi. Đây đúng là một cái thất bại cái quậy cười. Rồi, chắc là chúng ta sẽ đến luôn cái phần tiếp theo. Cái phần tiếp theo sẽ là hai cái mà mình gặp chung lại với nhau nhé. Ở đây là đâu vậy? Cú sốc vừa rồi đã khiến cho mình quên mất là mình đang ở chỗ nào. Nếu mình nhớ không lầm thì chúng ta sẽ phải vào trong đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, có lạc bộ âm nhạc thì chắc là giờ này không ai vào nữa đâu đúng không? Chắc là giờ này sẽ không ai vào câu lạc bộ âm nhạc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một cái nghi thức rất là đáng sợ ở trong đây nhé. Rồi, ở trong cái chỗ này thì nó đã vừa cập nhật thêm một cái mới nữa. Ê, tốt. Cái này là cái gì ta? Mình không rõ cái này là cái gì, nhưng mà đại khái chúng ta có thể chịu hồi nạn nhân ở trong đây này, spawn victim này. Bây giờ mình sẽ làm một cách rất là bình thường cho các bạn xem là chúng ta có thể chịu hồi được Midori. Đây, đây là chịu hồi được Midori, nhưng mà nếu chúng ta bấm vào một cái gọi là cái nút thần chú thì nó sẽ chịu hồi khác. Rồi. À, đây rồi, thành công rồi các bạn ơi. Vâng, và chúng ta có thể chịu hồi ra Osada ngay tại chỗ này luôn. Mình không biết là Raimuru có chạy đến đây hay không nhá. Osana này là rốt cuộc Osana gì mới được? Có đúng là Osana của chúng ta hay không? Cho nên là mình sẽ quay trở lại lớp để kiểm tra nhá. Ủa? Quay. Không thấy Raimuru đâu cả. Có lẽ là Osana này là đúng rồi. Rồi, vậy chúng ta sẽ thử triệu hồi lại một lần nữa nhé. Trong lớp thì không thấy Osana đâu cả. Ơ à, nhanh thế, đi lẹ quá. Uầy, đi khá là lẹ, nhưng mà đại khái là chúng ta có thể biết được là có thể triệu hồi được Osana rồi. À, đợi mình tí nhé. Một lần nữa. Khi mà mình triệu hồi Osana này thì Osana kia sẽ bị mất đi hay sao ấy. Rồi, sẵn tiện có một cái thứ rất là hợp với mình được thêm vào khi mình nhấn nút O luôn. Rồi, đây, khi mà chúng ta gọi là thanh trừ Osana thì nó sẽ ra cái hiệu ứng làm chậm, để cho chúng ta biết được là Osana chính là một trong dự tình địch của chúng ta. Đấy, rồi mình sẽ để Osana ở chỗ này đi. Chúng ta sẽ thử triệu hồi một Osana khác được chứ. Spawn Osana. Ơ, nhưng mà Osana kia sẽ bị bất đi. Rồi, chúng ta sẽ thử khác rồi. Đây, hiệu ứng làm chậm, slow motion. Rất tiếc là mình phải làm mơ nhé. Đấy, thì đây chính là một trong những cái hiệu ứng mới được cập nhật vào để cho chúng ta có thể gọi là biết được đó là tình địch của chúng ta. Với cả gọi là thanh trừ được một tình địch thì tất nhiên nó phải có một cái hiệu ứng gì đó rồi. Và phần tiếp theo của chúng ta sẽ là ở nhà nhé. Thật ra là chúng ta sẽ đi xuống phố, nhưng mà hiện tại là các bạn có thể thấy là dù cho đang ở nhà thì tóc của Yadede vẫn được dựng, mái tóc để xả ra khá là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phố luôn nhé. How? Ở dưới phố này thì chúng ta sẽ mua được thêm một vài món đồ mới hay sao ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đến những cái cửa hàng nhé. Đầu tiên là cửa hàng quà tặng, thử xem nào. Đấy, bây giờ chúng ta đã có cái fake ID rồi. Và chúng ta có thể mua được những cái mà kiểu như là tiểu thuyết nổi tiếng này, để đi CD này. Những cái này là hồi nãy mình đã mua rồi. Bây giờ mình sẽ thử mua hết toàn bộ đi chứ.
Đấy, chúng ta có thể mua hết được toàn bộ những thứ ở trong cửa hàng tặng quà này. Tiếp theo là ở cửa hàng tóc thì sao? Cửa hàng tóc vẫn chưa thể nào đổi kiểu tóc được. Còn bên đây, ở bên đây có thể mua được các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ thử qua cửa hàng này xem. Quán cà phê này để xem có bao nhiêu cửa hàng. Và cửa hàng manga à. Manga là có một số cái là 20 tuổi mới mua được này. Đó, chúng ta có thể mua được hết toàn bộ nếu mà có cái fake ID. Mua được hết toàn bộ thật. Còn dụng cụ, dụng cụ chưa mua được. Cái này là lưỡi hái đúng không? Scyther là lưỡi hái đúng không? Cúp. Ngoài có rất là nhiều thứ trong đây, tại sao chưa mua được nữa? Rất là nhiều thứ trong đây các bạn ơi, vọng là sau này sẽ mua được nhé. Đây là gì? Game à? Game cũng không mua được luôn. Không hiểu. Cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi có bán thuốc lá này. Ủa? Chẳng phải là cái fake ID để mua được những cái này sao? Không mua được à? Ê, cái này là... À, nhưng mà cái này cũng không mua được. Red Poison thì mình đã sở hữu rồi à. Lipping thuốc ngủ không mua được luôn, tại sao? Mình không hiểu sao mình lại có cái Red Poison sẵn rồi các bạn ơi. Đáng lẽ hình như phải mua cái Red Poison hay sao ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử về nhà chứ. Manga thì đó là những cái nãy mình mua này. Đây. Nếu mà đọc về cái này là chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái gì đó. Mình không rõ là đó là cái gì, tăng điểm gì à. Rồi bỏ qua cái này chứ. Tạm thời chúng ta sẽ đi ngủ nào. Đây, rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là một cái update mới trong lần này. Tôi thấy cái này rất là tuyệt. Đây. Nếu mà chúng ta bấm phím F thì chúng ta có thể mang được vật phẩm đến trường. Đây. Đấy, mình đã có sẵn cái Red Poison rồi, hèn gì là không mua được nữa. Không hiểu tại sao. Đầu tiên là mình có thể mang kéo đến trường hay sao ấy. Cái này phải kéo không ta? À, đồ cắt giấy này. Cái này là cái gì đây? Mình không rõ cái đó là cái gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tự mang một thứ đến trường nhé. Screwdriver chắc là... mang được hết không? Không à. Không mang được hết, chúng ta chỉ mang được một cái đến trường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi đến trường xem là chúng ta có được cái đó trong tay không nhá. Rồi, khi mình vừa đến trường thì Yandere-chan có một cái động thái nào đó. Tạm thời hết là chúng ta sẽ đi vào trong góc nào đó nhá. À, cái này hả? Cái tu vít đấy hả? À, vậy là chúng ta đã có được trong tay cái tu vít rồi các bạn ơi. Mặc dù là chúng ta chỉ mới đến trường thôi. Không biết là cái tu vít này thì nó nằm ở trong cái phòng học và khoa học ấy. Không biết nó còn nằm ở đó hay không nữa. Rồi, mình đã đến được khâu khoa học rồi. À, vậy là chúng ta có thể có hai cây vít. Chúng ta có được hai cây các bạn ơi. Tại sao bây giờ lại thành game tìm tu vít rồi? Hình như là còn một cây trên đây nữa đúng không? Không thấy đâu cả. Hay là đó chúng ta bấm nút O ở trong cái bảng này. Không phải nút O mà nút gì ta? Triệu hồi Osana lên đây thì... Ờ, à, nó... Ờ, à, không phải hả? Mình nhớ là lúc trước nếu mà chúng ta triệu hồi như vậy nó sẽ có thêm một cây ở đây nữa mà. Ờ, à, nhưng mà nó không bị lỗi các bạn ơi. Osana sẽ đứng ở đây để đợi. Chúng ta phải cày bỏ đây rồi. Thử chứ. Ồ, hiệu ứng làm chậm đây rồi. Ấy, quay đã, có thấy không? Raiboru đâu? Ôi, Raiboru không thấy gì cả. Hóa ra là nếu chúng ta đứng ở cái góc đó thì Raiboru sẽ không thấy các bạn ơi. Rồi thì đại khái là nội dung trong video lần này là như vậy. Ngoài ra thì còn một số cái nữa. Chẳng hạn như là cái gì ta? Cái phần Bounty này chúng ta có thể gọi là làm những cái nhiệm vụ. Và hình như lúc trước chỉ có vào ngày thứ hai thôi. Nhưng mà bây giờ là nó có thêm cả những cái ngày khác nữa. Cho nên là chắc có lẽ mình sẽ làm nó trong một video khác. Rồi.
Vậy thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này thì hãy bỏ cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới. Đừng quên lấy bật chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.